Tòa nhân dân tỉnh An Giang vừa đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt án tù đối với bị cáo Dương Văn Bình, sinh năm 1968, trú tại phường Vĩnh Ngương, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, về tội tổ, tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép. Theo cáo trạng thì ngày 19 tháng 10 năm 2023, trong lúc Bình điều khiển vỏ lãi chở 3 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về đến khu vực khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngương, thành phố Châu Đốc thì bị lực lượng biên phòng phát hiện bắt quả tang. Quá trình điều tra xác định, trong hai ngày 17 và 19 tháng 10 năm 2023, Bình đã nhiều lần tổ chức cho ba người trên xuất cảnh nhập cảnh trái phép để thu lợi bất chính. Đến ngày 28 tháng 10 năm 2023, Bình bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh An Giang khởi tố điều tra. Kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Dương Văn Bình mức án 5 năm tù về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép.